gian trợ lý đỉnh cao của huấn luyện viên Trucci là ai, tiềm năng đội U23 Việt Nam thế nào? Liên đoàn bóng đá Việt Nam, VFF và huấn luyện viên Trucci đã thống nhất danh sách các trợ lý của đội tuyển Việt Nam và đội U23 Việt Nam. HLV Trucci chưa phân nhóm cụ thể, nhưng dự kiến các trợ lý Việt Nam của ông ở đội tuyển quốc gia sẽ gồm các cựu tuyển thủ nổi tiếng một thời như Nguyễn Việt Thắng, Trương Đình Luật, Mai Xuân Hợp, Nguyễn Thế Anh, huấn luyện viên thủ môn. Còn đội U23 Việt Nam sẽ gồm các trợ lý Nguyễn Thanh Long, Nguyễn Cao Cường, Ngô Tuấn Vinh, Ngô Việt Trung, huấn luyện viên thủ môn, huấn luyện viên người Maroc Muley và huấn luyện viên thể lực người Pháp Cedric dự kiến sẽ có mặt ở thành phần ban huấn luyện của cả hai đội. Trợ lý ngôn ngữ Hoàng Bách từng sát cánh với ông Trucci tại PVF và đội U19 Việt Nam trước đây. Đây được đánh giá là những trợ lý có chất lượng chuyên môn cao, yêu nghề, có thể đảm đương được những công việc và thử thách nặng nề ở hai đội tuyển. Trong đó, đội U23 Việt Nam sẽ tập buổi đầu tiên vào tối nay, 1-3, đội U23 Việt Nam dưới thời huấn luyện viên Philip Trucci sở hữu nhiều cầu thủ trẻ tiềm năng, đã chứng tỏ được năng lực ở SEA Games, vòng chung kết U23 châu Á hay V-League. U23 Việt Nam sẽ bước vào hành trình chuẩn bị cho SEA Games 31 với buổi tập đầu tiên cùng huấn luyện viên Philip Trucci năm 2023 là khoảng thời gian bản lề của ông Trucci với đội U23, khi tham gia nhiều giải đấu quan trọng như SEA Games 32, ASEAN 19, vòng loại U23 châu Á 2024. Trong 41 cầu thủ được triệu tập lên đội U23, có 16 cái tên từng đồng hành cùng huấn luyện viên Trucci ở vòng loại U19 châu Á 2020. Phần lớn cầu thủ trong danh sách này, nếu không tính đội hình đã dự vòng loại U19 châu Á, thì cũng từng làm việc với ông Trucci ở các đợt tập trung ngắn hạn. Huấn luyện viên Trucci khởi đầu hành trình với U23 Việt Nam vào hôm nay. 7 trong số 41 cầu thủ ở danh sách này đã chơi ở đội U23 Việt Nam của huấn luyện viên Park Hang-seo năm 2022, bao gồm Quang Văn Chuẩn, Phan Tuấn Tài, Vũ Tiến Long, Lê Văn Đô, Huỳnh Công Đến, Nguyễn Văn Tùng, Lương Duy Cương. Đây cũng là nhóm cầu thủ đã vô địch SEA Games 31 với thành tích bất bại và không thủng lưới trong cả giải đấu. Đến giải U23 châu Á 2022, lần lượt Tuấn Tài, Văn Tùng, Duy Cương và Tiến Long được trọng dụng và đều ghi dấu ấn. Tuấn Tài ghi một bàn và có hai kiến tạo. Văn Tùng, Tiến Long ghi một bàn, Duy Cương dù không ghi bàn nhưng được đá chính thường xuyên trước những đội mạnh như U23 Thái Lan, U23 Hàn Quốc hay U23 Ả Rập Xê Út. Một số cầu thủ nổi trội như Tuấn Tài, Duy Cương đã được đôn lên chơi tại V-League. Tuấn Tài đã chơi 13 trận, 813 phút cho câu lạc bộ Viettel ở mùa 2022. Đến mùa giải này, hậu vệ sinh năm 2001 tiếp tục được huấn luyện viên Thạch Bảo Khanh tin tưởng với 4 trận đá chính.